Xin kính chào toàn thể quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi sáng ngày mùng 5 tháng 11 năm 2022 dương lịch. Thì buổi sáng ngày hôm nay bên Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc xin gửi toàn thể quý vị một cái clip về chương trình báo giá 10 cây đàn guitar thùng hàng bãi từ bên Nhật về. Trước mắt quý vị đã gồm có 10 cây nằm ở trong 10 hộp cassette. Thì đây là những cái mặt hàng mà đã về những tháng trước. Thì hôm nay thì em tiếp tục em đăng lên để mà em xả hàng thu hồi vốn. Thưa các bác, những cái nít mà xả hàng thu hồi vốn, em đã nói là thu hồi vốn rồi, thì tất cả những bác khách hàng quen rất mong là chúng ta sẽ không được chiết khấu nữa, thưa các bác nhé. Đấy, vì những cái mặt hàng này em báo giá cực kỳ tốt rồi. Những cái mặt hàng có những cây này em bán được hòa gốc của, hoặc là có những cây này em bán lỗ để em thu hồi vốn. Và trong cái tháng 10 vừa qua thì em về được có duy nhất một lô hàng đấu giá từ bên Nhật về thôi. Bởi vì là thời điểm bây giờ hàng ở bên Nhật thì hầu như là cũng đang như là cạn nguồn hàng rồi. Bởi vì là trong suốt những năm vừa qua thì cũng rất là nhiều người đấu giá từ bên Nhật về, và nguồn hàng ở bên Nhật về thì họ bây giờ cũng đang cạn nguồn hàng rồi. Đa số là bây giờ chỉ còn những cái mã mới và mã đời mới thôi. Còn để chơi những cái cây mà hàng chất lượng, hàng thủ công của những nghệ sĩ của người Nhật ở bên Nhật về từ những thập niên 70, 80, 90 thì bây giờ hầu như là nó còn rất là ít, thưa các bác nhé. Đấy, còn rất là ít. Và trong cái tháng 11 này, có thể là cuối tháng 11 này hoặc là sang đầu tháng 12 thì bên Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc sẽ về được một lô hàng đấu giá, hàng tuyển chọn, toàn bộ là hàng từ những năm thập niên 70 và 80. Đó, thì em đấu giá mãi mới được mấy khoảng đâu đó là được một vài cây thôi, không được nhiều đâu. Đấy, được số lượng ít thôi, thưa các bác ạ. Đó, thì các bác mà muốn sở hữu những cái chất âm của những cây đàn từ được làm thủ công vào những năm thập niên 70-80 của những nghệ sĩ, nghệ nhân từ bên Nhật, thì những cây đàn làm thủ công bằng tay đó, chất lượng âm thanh nó rất là tốt, rất là hay, thưa các bác nhé. Đấy, còn cái hàng mà làm bằng máy đại trà bây giờ thì nó nhan nhản ở trên thị trường rất là nhiều, thưa các bác, đúng không? Nhưng mà để chúng ta sở hữu được một cây đàn mà làm thủ công bằng tay từ A tới Z thì nó rất là hiếm và giá trị của nó rất là cao, thưa các bác nhé. Trong cái tháng 11 này em đấu giá bên kia thì giá hàng của nó rất là cao ạ. Đấy, bác nào muốn sở hữu một cây đàn đẹp, đàn cổ đẹp và chất lượng thì các bác cứ nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Đó. Sau đó là khi mà hàng về thì em sẽ đăng lên các bác nhé. Rồi nip ngày hôm nay có 10 cây. 10 cây thì sẽ có 5 cây classic. Đó, 5 cây classic ở bên này. Và bên này là 5 cây acoustic. Đó. Thì 10 cây em sẽ khui ra thứ tự từ 1 đến 10. Các bác nào thấy ưng ý cây nào thì các bác nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại 0989634982. Em nhắc lại số điện thoại này em là 0989634982 các bác nhé. Đó. Thì các bác là khách hàng đầu tiên mới theo dõi đến kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc thì các bác vui lòng nhấn cho em một nút đăng ký màu đỏ ở bên dưới cái clip này để mà theo dõi, tiện theo dõi kênh của em. Khi mà em có sản phẩm mới em đưa lên thì sẽ có chuông thông báo trên máy của các bác. Nhấn cho em một nút thích đó để kênh của em nó sẽ có được nhiều tương tác hơn, nhiều yếu tố phát triển hơn, đánh giá từ bên Google AdSense để cho kênh của em sẽ phát triển mạnh hơn, thì em sẽ có những cái sản phẩm tốt, cố gắng là những sản phẩm tốt, sản phẩm chất lượng, và để quý vị chọn lựa được những cái sản phẩm mà quý vị ưng ý quý vị nhé. Rồi, thì cái hàng đấu giá ở bên Nhật, hàng guitar thùng này thì nó hiện tại bây giờ thì nó rất là hiếm rồi, hết hàng rồi. Bên em còn ít rồi, còn số lượng ít thôi, thưa các bác ạ. Đấy, còn số lượng ít, và những cái cây này thì những cái thời điểm tháng 10 trở đổ về trước thì em đấu giá được cái giá của nó cũng tốt. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì hầu như là hàng không có nhé. Thứ nhất là hàng không có, và thứ hai là giá của nó thì bây giờ không còn giá tốt nữa, thưa các bác nhé. Đấy, vì thứ nhất là nguồn hàng nó đã hết và giá thì nó sẽ đẩy lên theo thị trường thôi. Giống như là xăng dầu cũng vậy, thưa các bác ạ. Đấy, xăng dầu thì không bao giờ là nó có xuống thì nó lại lên, chứ không bao giờ nó có thể xuống mãi mãi được cho chúng ta cả, thưa các bác nhé. Đấy, thì em không để cho các bác chờ đợi lâu, thì em sẽ nhanh chóng lần lượt em khui ra từng cây để cho các bác cùng xem và lựa chọn cái sản phẩm mà em giới thiệu cho các bác ngày hôm nay ạ. Đấy. Đầu tiên thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác cái mặt hàng acoustic trước, tức là hàng dây sắt ạ. Đấy. Acoustic các bác nhé. Đó. Đây. Cây đầu tiên
nó sẽ có một cái hộp cassette, hộp cassette mềm nhé, hộp cassette mỏng ạ. Đấy, không phải hộp cassette cứng các bác nhé. Đấy. Cái số 1, mã số 1 trong nick ngày hôm nay, hàng Autotech này. Đấy, của Yamaha. Đó, hộp cassette của nó đây. Đấy, các bác, hộp cassette đây. Đó. Đó. Đàn thì rất là đẹp thưa các bác nhé. Đấy, cây này thì mã của nó là Yamaha FG201 ạ. Này. Đó. Yamaha FG201 thưa các bác. Đó. Made in Japan, chữ Made in Japan nằm ở giữa bên dưới. Một con đàn đẹp như na, rất là đẹp luôn. Đây. Về mặt top thì hầu như là rất là đẹp hoàn hảo rồi. Thì thưa các bác là những cây đàn bãi từ bên Nhật về ạ. Đấy, họ sản xuất rất là lâu năm rồi chứ không phải là mới, không phải là đời mới bây giờ. Mà đàn này rất là đẹp, đẹp như na luôn. Đó. Rất là đẹp. Đẹp như na luôn các bác nhé. Phím này. Phím còn trắng, còn sáng, còn ngon, còn đẹp, còn mượt mà. Đó, rất là trau chuốt luôn, rất là đẹp luôn. Đây. Rất là đẹp luôn thưa các bác nhé. Đấy. Rất là đẹp, rất mượt mà luôn. Đó. Logo Yamaha này. Đấy, toàn bộ tai khóa là Yamaha Made in Japan hết. Đấy. Toàn bộ là Yamaha Made in Japan hết, khóa zin chính hãng luôn nhé, chưa hề thay thế, chưa hề làm lại bất cứ một cái gì cả. Đấy. Về gáy cần này. Gáy cần này đẹp mượt mà luôn. Sau cần này. Đấy, và gót cần nhé, đặc biệt là gót cần nhé. Chưa hề bong keo, chưa hề nứt toác gì cả luôn. Đấy, chưa hề bong keo, chưa hề nứt toác gì cả luôn. Đấy. Rất là ok, rất tuyệt vời luôn các bác nhé. Rất ok, tuyệt vời luôn. Hông sườn. Hông sườn đẹp ngon lành luôn. Đấy. Đẹp ngon lành luôn. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Quá tuyệt vời luôn. Mà giá thì cực kỳ rẻ luôn. Thì các bác ạ, để chúng ta mua một cây đàn mà đời mới sản xuất tại Indo hay là sản xuất tại China bây giờ, thì một cây đàn mà để mà đạt được chất âm ngang hàng với cây này nhé, thì nó rơi khoảng tầm thấp nhất là 8 đến 10 triệu. Để đạt được chất âm ngang hàng với con này thì 8 đến 10 triệu các bác nhé. Và mã mới bây giờ họ làm là toàn bộ bằng máy. Đó, bằng máy nhiều. Đó. Thì cái mã này thì chỉ có 50% là làm bằng máy, còn lại là 50% còn lại là vẫn là làm thủ công. Thì nó ra đời vào những năm 80, 90 thì lúc đấy công nghệ máy nó chưa có nhiều các bác nhé. Thì 50% vẫn là phải làm bằng tay. Đó, còn 50% còn lại là chúng ta làm thủ công. Đó, nhưng mà nó để so với đời mới bây giờ thì nó hay hơn rất là nhiều thưa các bác nhé. So với đời mới bây giờ thì nó hay hơn rất là nhiều ạ. Đây. Rồi, chất âm rất là hay luôn các bác nhé. Action này. Action thì ở đây chúng ta có thể hạ kê, chúng ta muốn thấp nữa thì đây cái kê dây ở đây chúng ta có thể hạ thoải mái được nhé. Và đây action của nó đây. Đấy, nó chỉ khoảng tầm 4 ly thôi. Đấy. Chúng ta thoải mái chúng ta hạ đúng không ạ? Và chúng ta có điều chỉnh cong cần nữa. Nếu mà cong cần thì chúng ta có điều chỉnh nắp bịt, chỉnh cong cần ở đây. À, rất là tuyệt vời. Mã số 1 trong nick ngày hôm nay em xả cho các bác với giá là 3,8 triệu nhé. 3,8 triệu cho mã số 1 trong nick ngày hôm nay. Giá vô cùng rẻ luôn. Giá vô cùng rẻ luôn. Chỉ có 3,800,000. Rẻ như một cây đàn của Việt Nam sản xuất, hay là đàn đời mới sản xuất tại Trung Quốc hoặc Indo. Thì để mà đạt được chất âm như con này thì phải tầm 8-10 triệu trở lên thì mới đạt được chất âm như con này. Và con này là hàng bãi từ bên Nhật về. Đấy, hàng bãi từ bên Nhật về, hàng lựa chọn nhé, hàng tuyển chọn các bạn nhé. Giá 3,8 triệu cho mã số 1. Mã số 2, hộp cassette của nó đây. Đây. Hộp cassette này. Cũng là hộp cassette mềm, mỏng. Đó.
Đây. Mã số 2 trong nick ngày hôm nay em bán cho các bác với giá là 4 triệu nhé. 4 triệu cho mã số 2 trong nick ngày hôm nay, thì mã của nó là FG251 Made in Japan ạ. Đấy, FG251 Made in Japan. Đấy, em lấy nét cho các bác, thì sau đó các bác chụp cái màn hình này để các bác nhìn cái tem của nó nhé. Đó. Thấy chưa? Rồi. Đây. Mặt top thì đẹp new này rồi. Đấy, mặt top đẹp new này, ngựa zin. Đấy, ngựa zin kê dây thì còn rất là cao, còn cao khoảng 3 ni. Đấy, còn cao khoảng 3 ni mà action thì quá là thấp luôn. Action thì khít dây luôn rồi. Đấy, rất là ok. Mặt top đẹp hoàn hảo, không có lỗi lầm, không có vấn đề gì luôn cả. Đó, rất là đẹp, rất tuyệt vời luôn các bác nhé. À, phím này, về phần phím này. Đấy. Còn trắng, còn sáng, mượt mà, không cấn, không bầm dập gì cả. Không cấn, không bầm dập gì cả các bác nhé. Đó. Đây. Yamaha. Logo Yamaha Made in Japan hết các bác nhé. Tất cả đằng sau lắp tay khóa lên dây này. Để chúng ta bỏ tiền chúng ta mua cái bộ khóa Made in Japan này thì đâu đó nó cũng tiền triệu rồi đúng không ạ? Mà trong khi đó chúng ta mua cả cây đàn chơi được giá 4 triệu. 4 triệu thì chúng ta có thể đánh giá được nó như nào. Bây giờ chúng ta mua đồ tàu, bộ khóa đồ tàu này nhá. Bèo nhất cũng phải rơi tầm 150 để mà khóa đúc, khóa đúc dùng được nhá. Bèo nhất là 150 đến 300.000. Đấy, đấy là khóa tàu. Đấy, hàng bèo nhất đúng không? Nên còn hàng của Indo hay là hàng chất lượng cao hơn một chút thì nó rơi đâu đó khoảng tầm 400-500 một bộ khóa này. Còn hàng Made in Japan thì nó tiền triệu thưa các bác nhá. Đấy, thì em phân tích cho các bác là chúng ta mua bộ khóa đã tiền triệu rồi, trong khi đó chúng ta bỏ tiền ra 4 triệu đồng chúng ta mua cây đàn này, thì các bác đánh giá giúp em xem là nó có xứng đáng hay là không xứng đáng ạ. Mà đàn thì là đàn của Nhật thì nó rất là chất lượng rồi. Đấy, keo chỉ là zin, chưa hề tút tát, chưa hề làm lại. Bên em này là bán hàng tuyển chọn ngay từ đầu bên kia rồi. Đấy, hàng đấu giá tuyển chọn ngay từ đầu bên kia rồi, là không hề là về là bên em là chỉ có vệ sinh lau chùi lên dây là báo giá cho các bác thôi, chứ không hề tút tát, không hề sửa chữa lại bất cứ một cái điểm gì các bác nhé. Đấy, hàng zin nguyên bản, cam kết là zin nguyên bản từ bên kia về, zin nguyên bản từ bên kia về. Và vân gỗ của con này thì là hàng vân gỗ rất là đẹp luôn. Đấy, vân gỗ này các bác nhìn này. Đấy, nhìn vân gỗ nó quá tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời luôn. Đấy, các lớp vân gỗ này. Đó. Quá tuyệt vời luôn thưa các bác nhé. Đó. Quá đẹp luôn. Đấy. Chất âm thì quá là hoàn hảo luôn các bác nhé. Chất âm này. Đấy, âm thanh rất là vang. Đấy, tiếng trầm mà nghe là gảy một cái mà nó ngân rất là dài các bác nhé. À, rất là ok. Đó. Giá 4 triệu đồng cho mã số 2 trong nick ngày hôm nay thì các bác nhé. Đó, một cái đàn đẹp new line, rất là đẹp luôn, giá chỉ có 4 triệu đồng thôi. Hình thức mua hàng á thì các bác chỉ việc để lại họ tên, địa chỉ, chi tiết kèm theo nội dung mua hàng là mã số bao nhiêu. À, nhắn tin cho em hoặc là gọi trực tiếp cho em theo số điện thoại 0989634982. Đó, em sẽ nghe máy của các bác trong khung giờ làm việc từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, em sẽ nghe máy trực tiếp các bác nhé. Còn ngoài giờ làm việc các bác vui lòng nhắn tin vào số điện thoại nha. Số điện thoại của em có đăng ký Zalo các bác nhé. Đấy, nhưng mà Zalo của em hiện tại khách hàng đang kết nối rất là nhiều nên là có thể bị đầy, các bác tìm không thấy các bác cứ nhắn tin vào số điện thoại nha. Còn bác nào là khách hàng quen đã mua hàng của em rồi, đã kết nối Zalo rồi thì các bác cứ nhắn tin qua Zalo cho em. Đó. Cây số 3 là một hộp các xây cứng, hộp các xây dày, to, khỏe khoắn, chắc chắn luôn. Đấy, nhìn rất là đồ sộ luôn, nhìn to, đó, rất là cứng cáp luôn, các bác nhé. Con này thì phân khúc là đàn mã cao hơn, đây, đấy. Hộp các xây quá tuyệt vời luôn, hộp các xây cứng cáp các bác nhé, đó. Mã số 3 này em bán cho các bác với giá là 4 triệu 500 nghìn thôi. Chỉ 4 triệu 500 nghìn cho mã số 3. Đây, đấy, mã số 3 của nó là FG301. FG301. FG301 nhé. Đây, cam của nó đây. FG301 ạ. Đấy. Thì nếu mà như các bác theo dõi cái nip mà cái kênh YouTube của Trung tâm Nhạy Phúc ấy,
Thì những cái mã FG301 này vào cái thời điểm mà năm ngoái năm xưa này em vẫn đang bán với giá là khoảng đâu đó là 6 triệu đến 6 triệu rưỡi, đúng không? Đấy, và cái thời điểm này thì hàng nó đã khan hiếm rồi, nhưng mà hàng này là hàng còn lại của thời điểm trước mà em đấu giá được giá tốt. Và đợt này thì em cũng xả hàng thu hồi vốn, một là bán lỗ, hai là thu lại giá gốc. Đấy, thì thưa các bác này, hầu như là cái nick mà em đăng lên là xả hàng thu hồi vốn thì sẽ không có lợi nhuận, thưa các bác nhé. Đó, thì cây này, cây mã số 3 này có điểm cấn, một điểm cấn, một hai cấn nhẹ đây thôi, nó cấn nhẹ thôi, không chưa ăn sâu vào lớp gỗ nhé. Đấy, cấn nhẹ ở lớp phủ bóng bên ngoài, nó chưa ăn bợt gỗ ra. Đấy, nói chung là mặt top con này thì tương đối, không phải là đẹp như này nhé, thưa các bác nhé, đẹp trung bình ạ. Đấy, keo chỉ là keo chỉ zin này, kê dây còn khoảng 3 ni nữa, và dây action thì còn action thì rất là thấp rồi, quá là khít rồi. Đó, đàn này, mặt top thì em vừa mới trình bày cho các bác. Đó, nó chưa phải new line, nó là trung bình thôi. Đó. Phím thì còn trắng, buốt, mượt mà, ngon lành. Đấy. Không cấn, không bầm dập, không chảy chụa gì, thưa các bác. Đấy. Nắp bịt đi chỉnh không cần nằm ở đây, logo Yamaha này. Đấy. Và toàn bộ tai khóa. Khóa này. Đó, Yamaha Made in Japan hết các bác nhé. Yamaha Made in Japan hết ạ. Đó, về gót cần. Gáy cần đây. Đây là gáy cần này. Đấy, lưng cần này, gót cần đây, keo chỉ zin hết, không không có dạng dịa hay là làm lại gì cả. Hông sườn này, về hông sườn con này thì rất là đẹp luôn, thưa các bác nhé. Hông sườn thì phải nói là đẹp new line, về hông sườn thì đẹp new line rồi. Mặt top thì đẹp trung bình thôi, nhưng mà hông sườn thì lại rất là đẹp. Đấy, về hông sườn, lưng chôn đây, lưng con này đó. Đó, rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp. Và âm thanh của con lên đầu ba này thì rất là đẹp nhé, nãy là đầu hai rồi thì con này đầu đầu ba này. Đấy, âm thanh sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều các bác nhé. Tuyệt vời các bác nhá. Giá chỉ có 4 triệu 500 nghìn cho mã số 3. 4 triệu 500 nghìn cho mã số 3. Đấy, kèm một hộp cát xê rất là cứng cáp luôn. Hộp cát xê dày cứng cáp. Đó. 4 triệu 500 nghìn cho mã số 3. Mã số 4 này. Mã số 4 cũng là một hộp cát xê dày dặn cứng cáp. Đây. Đó. Dày dặn cứng cáp. Cái này thì nó gọi là nó lâu ngày nó nở keo ra thôi, chúng ta có thể ép nó lại và gắn nó lại được. Đấy, rất là đơn giản nhé, chưa chứ không phải là rách. Rách thì chúng ta nó sẽ xấu hơn, rách thì chúng ta phải chấp vá thì nó sẽ xấu hơn. Đấy, cái mép keo nó nở thôi. Thật ra chúng ta quan trọng là cái đàn nó phải đẹp là chủ yếu. Đây ạ, một cát xê nhé, một cát xê dày đặc cứng cáp, là mã số 4 này. Mã số 4 nhé, mã số 4 em bán cho các bác cũng giá là 4 triệu 500 nghìn. 4 triệu 500 nghìn cho mã số 4, vẫn là FG301 Made in Japan. Đây ạ. Đó. Được chưa? Toàn bộ là hàng Made in Japan hết. Con này mặt top đây. Mặt top thì có điểm bật một chút xíu này. Đấy, nó chưa ăn mà gỗ nha các bác nhé, chưa ăn mà gỗ đó, chưa hề ăn mà gỗ đó. Keo chỉ ngựa zin, kê dây còn khoảng 3 ly đó, action thì sát phím luôn rồi, rất là tuyệt vời luôn rồi. Này đó, tổng thể mặt top này. Rồi, phím này, phím còn rất là ngon luôn các bác nhé, phím còn rất là ngon luôn. Đấy, không hề cấn hay không hề bầm dập, không hề chảy chuộng gì cả luôn. Phím còn rất là ngon luôn các bác nhé. Đây là vết keo nhé. À, vết nước rớt. Này, em chưa vệ sinh. Đấy, thì em sẽ lau sau nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Toàn bộ tay khóa là hàng
Yamaha Made in Japan các bác nhé. Con này thì em có bán cho khách vào đầu năm nhé, sau đó khách lại nâng cấp lên cây khác để bây giờ này em bán lại. Đấy, em bán cho khách vào đầu năm. Đây tem của nhạc cụ Anh Phúc các bác nhé. Đó, mày gáy cần này, gáy cần nhé, lưng cần này, đó, gót cần này, keo chỉ zin luôn ạ, keo chỉ zin luôn này. Phải nói là về hông sườn của con này thì về phần sườn của con này thì nó rất là đẹp luôn. Có những cây đẹp New Line này chưa có cái phần sườn trái sườn phải đẹp như con này luôn. Đấy, quá là đẹp luôn, rất đẹp, rất mới luôn ạ. Nhìn đẹp. Đây phần nưng ba mạch. Đây con này có một vết chảy nhẹ ở đây thôi, đó chảy nhẹ xíu thôi. Đó, quá là đẹp luôn. Giá 4.500.000 cho mã số 4 trong nít ngày hôm nay. Đó, quá rẻ các bác nhé, 4.500.000. Wow. Âm thanh rất hay luôn. Để chúng ta mua đàn đời mới bây giờ thì sẽ không bao giờ đạt được cái âm thanh như vậy các bác nhé. Đấy, đàn đời mới bây giờ thì không bao giờ đạt được âm thanh như vậy đâu. Đó, đời mới bây giờ thì muốn đạt được âm thanh như vậy thì dao động khoảng 8-10 triệu. Đấy, đang là hàng sản xuất tại Indo đi thì mình đạt được cái ngưỡng âm thanh là ngang hàng con này. Đó là mã số 4 các bác nhé. Đấy, mã số 4 với giá là 4.500.000 thôi. 4.500.000 là mã số 4 này. Mã số 5. Đấy, một hộp taxi dày dặn. À, chắc chắn luôn. Đó. Đây. Cây này thì đẹp hoàn hảo từ A đến Z. Và mã số 5 này thì em bán cho các bác với giá là 5 triệu nhé. 5 triệu FG301. Đây, FG301 ạ. Đó, FG301 các bác nhé. Đó, rất là đẹp luôn, rất tuyệt vời luôn. Mặt top cái con này thì đẹp như này nhé. Thưa các bác, mặt top đẹp như này. Đấy, mặt top đều đẹp như này này, keo chỉ zin này, và kê dây của con này nó cao tận 4 ni cơ, kê dây tận 4 ni. Đấy, phím thì dây thì rất là sát phím rồi, action thì sát phím luôn rồi. Đó, chúng ta có thể hạ thoải mái luôn, nâng hạ thoải mái trong tiêu chuẩn của chúng ta các bác nhé. Đó, mặt top thì đẹp như này, không có điểm nào để chê về phần mặt top này, phím này. Đó, rất đẹp luôn, không cấn, không bầm dập, không chảy chụa gì cả. Đấy, logo Yamaha này, tay khóa Yamaha Made in Japan hết này. Đó, gáy cần này, lưng cần này, gót cần này. Đấy, đó, hông sườn này đẹp như lai luôn. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Đây, nâng ba mảnh. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, những cái hàng mà ba mảnh này nó cho âm thanh rất là hay luôn. Các bác mà mua hàng đàn guitar thùng hoặc hàng ba mảnh này thì tiếng rất hay các bác nhá. Đấy, tiếng rất hay luôn. Giá 5 triệu đồng cho mã số 5 trong nick ngày hôm nay. Đấy, mã số 5 nhá. À, giá 5 triệu đồng ạ. Thì khi các bác mua hàng, các bác chỉ việc để lại họ tên địa chỉ chi tiết, nhắn cho em một cái tin nhắn là họ tên địa chỉ chi tiết kèm theo mã số. Ví dụ các bác thích mã số 5 thì nhắn mã số 5. Và mỗi một cây đàn này em sẽ tặng thêm cho các bác là một bộ dây phụ và hai chiếc móng gảy. Còn ngoài ra cước phí vận chuyển thì các bác phải chịu cước phí vận chuyển các bác nhé. Và đối với tất cả các bác khách hàng quen thì trong những cái nếp xả hàng này thì sẽ không có chiết khấu nữa đâu các bác ạ. Đó, nên rất mong là các bác khách hàng quen thì mua được những sản phẩm này thì giá của em cũng đưa lên là giá tốt rồi. Thì mong các bác thông cảm giúp em các bác nhé. Và chờ đợi là cuối tháng 11 này đến đầu tháng
tháng 12 sẽ có về những hàng chất lượng cao. Các bác nào thích chơi những hàng chất lượng cao thì cuối tháng 11 này em sẽ có hàng về, hàng toàn bộ là hàng của những nghệ sĩ, nghệ nhân của bên Nhật Bản thập niên 70, 80 là họ làm bằng tay hết. Và giá thành của nó thì em báo luôn cho các bác là dao động từ thấp nhất là từ 10 triệu cho đến 40 triệu một cây. Thưa các bác nhé. Đó, em về số lượng cũng không nhiều ạ. Thì tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác đến nha. Cái mã Classic. Đây. Vừa nãy em giới thiệu các bác là 5 cây Aquatic rồi, bây giờ là đến 5 cây Classic thưa các bác nhé. Đó. 5 cây Classic đây ạ. Cây đầu tiên ở một cái hộp cát xê mỏng. Đấy, hộp cát xê mỏng thôi. Đó. Và giá tiền của nó thì cũng rất là rẻ. Cái đầu tiên đấy, hộp cát xê mỏng nhé. Đấy. Hộp cát xê của nó đây các bác. Đấy. Mỏng nhưng mà sạch sẽ đẹp. Cây đàn này là cây đàn mã số 6 trong nick ngày hôm nay em bán cho các bác với giá là 5 triệu nhé. 5 triệu đồng ạ. Đây. Đó, cây này của nó là Ecole E250 ạ. Đó, model là E250 các bác nhé. Ecole Guitar. Đó. Được chưa? Mặt top thì đẹp như này nhé các bác nhé. Đẹp như này. Đây, có duy nhất một điểm mà đây, cái điểm này thì thực ra chúng ta áp thật mắt vào tận camera này chúng ta nhìn thấy, còn bình thường nếu mà để xa như này không nhìn thấy đúng không? Đấy, mặt top đẹp hoàn hảo, keo chỉ zin. Và đặc biệt là kê dây của nó cao lên tận 6 ly nữa. Mà action ở đây thì chúng ta có thể thoải mái, chúng ta hạ rồi. Kê dây nó cao như này nó hạ thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, bởi vì tiêu chuẩn của Nhật Bản họ đã để như này rồi. Đó. Bởi vì nếu mà về Việt Nam chúng ta thì đa số là ai cũng muốn action thấp, nhưng mà các bác không hiểu nguyên lý là khi mà action thấp thì cái tiếng mộc của nó sẽ bị giảm đi 50%, giảm đi thấp nhất là 20 cho đến 50% nhé. Sát quá thì tiếng dây nó sẽ bị rè, chúng ta phải đánh nhẹ nhàng, mà nếu phải đánh mạnh tay thì dây bị rè thưa các bác. Đấy, bác nào đã từng hạ action thì các bác sẽ nghe được chất âm của nó, các bác sẽ biết được nó khác hay không, tại sao người Nhật họ thừa sức họ làm cho nó sát khít vào dây được mà tại sao họ không làm, đúng không? Đấy, chúng ta phải hiểu là họ đã làm được ra cây đàn thì họ phải nghiên cứu là cái tầm dây để tầm nào thì nó mới đạt được chất âm. Đó. À, phím phùng còn rất là ngon luôn, con này thì rất là đẹp nhá. Đấy, các ô phím này rất là đẹp luôn. Đấy, về đầu cần tay khóa này đẹp ngon lành luôn các bác nhé. Đấy, đẹp ngon lành luôn. Đó, khóa zin luôn các bác nhé. Đây, chữ Nhật này. Đấy, khóa zin luôn, tay khóa vàng zin luôn nhé. Đấy, về đằng sau gáy cần này. Đấy. Đấy, quay cho các bác luôn. Đấy. Đây các bác nhé, cái điểm này là điểm cái thớ gỗ của họ nó như vậy nhé. Đó, rất là nhiều bác là đợt trước đây em có đăng cái cây này lên thì các bác bảo là cái cây này bị nỗi, không phải nhé. Đây, bên này một đường chạy dài lên trên mà bên này dưới này là cái gỗ này là gỗ họ họ làm thủ công đấy, nên là nó không như là bằng làm bằng máy bây giờ. Đó, cái gỗ này là gỗ cái điểm ghép nhé, điểm ghép. Đấy, khi mà họ ghép gỗ nhé. Đấy. À. Giá 5 triệu đồng, 5 triệu đồng cho mã số 6 này, một cây đàn đẹp như này, rất là chất lượng luôn các bác nhé. Đẹp như này, rất là chất lượng luôn. Đấy. Rồi. Lưng sau này. Đó. Đẹp như này luôn các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn kỹ cho em nhé. Đấy. Đây không phải là vết nứt nhé. Đó, cũng không phải là vết hỏng hay là vết lỗi gì cả các bác nhé. Đó, họ sản xuất ra là nó như vậy từ lúc sinh ra rồi. Nó như vậy từ lúc sinh ra rồi chứ không phải là sửa lại hay là như thế nào đó. Đây, về chất âm này. Đấy. Với phân khúc Classic thằng của Nhật là tầm giá 5 triệu mà đạt được chất âm như này là quá tuyệt vời luôn các bác nhé. Đấy, âm thanh rất là hay luôn. Rất là tuyệt vời luôn các bác nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, với mức giá 5 triệu đồng cho mã số 6 trong clip ngày hôm nay. Đấy, 5 triệu đồng. Đến
Cây số 7 này là một hộp cát xê dày dặn và cứng cáp, mã số 7 nhé các bác nhé. Mã số 7 này. Đấy, mã số 7 nhé. Đấy, mã số 7. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Hộp cát xê dày dặn cứng cáp. Nice. Một cái đàn rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn ạ. Đấy, hộp cát xê cũng rất là đẹp. Và một cái đàn đẹp New Line. Đẹp New Line. Thì cái cây đàn này dành cho tất cả những bạn thiếu nữ, người mảnh mai, nhỏ nhắn, xinh xắn thì chúng ta ôm cây đàn này, nó là đàn size L. Nó nhỏ gọn hơn những cây đàn khác một chút nhưng mà chất âm của nó thì không thua xa so với những cây đàn bình thường các bác nhé. Đấy. Cây này là Aranzu S, được sản xuất tại xưởng đàn Matsuka. Đấy, đây Aranzu S Tokyo Rapan, lô 706N, nó là size L, nhỏ hơn size trung bình một chút, phù hợp cho tất cả những bác khách hàng nào mà người từ khoảng tầm 1m6 đổ lại, và hoặc là những bạn nữ nhỏ nhắn xinh xắn, hoặc là những học sinh sinh viên, chúng ta mua cái này nó vừa mới nhỏ gọn người mà đi lại đi chơi thì nó gọn gàng, nó không to quá nhưng mà chất âm của nó thì quá là tuyệt vời. Đàn thì phải nói là đàn đẹp New Line luôn thưa các bác nhé, đàn đẹp New Line luôn. Đây, về mặt top thì giới thiệu cho các bác là đẹp hoàn hảo, đẹp nghiêm chỉnh luôn ạ. Đấy. Đây. Keo chỉ ngựa zin. Đó. Keo chỉ ngựa zin này. Mặt top đẹp New Line luôn các bác nhé. Và cây này giá là 7.500.000 ạ, 7.500.000. 7.500.000 thưa các bác nhé. Phím còn rất đầm mới, rất là sáng luôn ạ. 7.500.000 cho mã số 7 các bác nhé. Mã số 7 ạ. Mã số 7 trong clip ngày hôm nay với giá 7.500.000. Đó, 7.500.000. Đó. Đó. Đó, tai khóa này. Quá là đẹp luôn. Quá zin luôn nhá. Tất cả mọi thứ này em báo cho các bác là hàng zin nguyên bản từ bên Nhật về. Đấy. Rất là đẹp, rất tuyệt vời luôn. Gáy cần này. Đấy, nâng cần này. Đó, và gót cần này. Quá là đẹp luôn. Gót cần rất đẹp luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Và đây, họ có đính nốt phím ở đây này. Đấy. Bằng đồng luôn các bác nhé. Bằng đồng luôn. Rất tuyệt vời luôn. Không sườn quá tuyệt vời luôn. Một con đàn phải nói là đẹp New Line, hiếm có, khó tìm luôn. Đó, tìm được một cái đàn đẹp như này rất là khó luôn các bác nhé. Đó. Matsuka 7 M60 nhé. Con này là tương đương với Matsuka M60 thưa các bác nhé. Đó, nó sản xuất nó là mã đàn hãng Aranzu S và được sản xuất tại xưởng đàn Matsuka. Đấy, thì cây này là tương đương với cây Matsuka M60. Nếu mà thưa các bác này, nếu mà cây Matsuka M60 và những thập niên 70 mà của các nghệ nhân họ làm bằng tay thì giá của nó đâu đó khoảng 20 triệu một cây nhé. 20 triệu một cây Matsuka M60 đẹp New Line làm bằng tay. Còn cái hàng mà sau những năm 90, 2000 trở đi, 80-90 2000 trở đi ấy, thì nó sản xuất bằng máy nhiều thì những cái hàng bắt đầu nó rẻ dần đi, nó dao động khoảng tầm 14-16 triệu xong đến 10 triệu đấy, hoặc là dưới 10 triệu chẳng hạn, thì càng về sau này thì cái mã đàn nó càng rẻ đi các bác nhé. Đấy, càng hàng đời mới càng rẻ. Đó, chất âm không hề thua kém gì với những cây đàn là size bình thường đúng không? Size N nhưng nó đạt đủ được tất cả các yếu tố cho chúng ta. Thậm chí là tiếng nó còn rất là rõ nét luôn, đúng không ạ? Từ âm trầm cho đến âm trung chép này, âm trầm này, đó, tiếng ngân rất dài nhé. Đó. Vời luôn các bác nhé. Rất tuyệt vời cho mã số 7 trong clip ngày hôm nay với giá là 7.500.000 nhé. 7.500.000 cho mã số 7 trong clip ngày hôm nay ạ.
Tiếp theo là cây số 8 các bác nhé. Đấy, đây mã số 8 này. Số 8 là một cái hộp cát xê. Đấy, một hộp cát xê chất lượng cao. Hộp cát xê này là hộp bằng xốp và bên ngoài thì bọc một lớp vải bố rất là chắc chắn, khóa rất là chắc chắn và được đính các tai ở đây. Thì cái hộp cát xê này thì nó lợi thế của nó là gì? So với cái hộp cứng kia thì vô tình mà chúng ta đi mà chúng ta đá chân vào hoặc là chúng ta có bị đổ và chơi với chân như thế này. Đấy, thì chúng ta cảm thấy là không đau chân, không đau chân. Đấy, và thì nó vẫn bảo vệ cái đàn chúng ta rất là tốt đây nhá. Cho các bác xem. Đấy. Đây. Vì bên trong này cái lớp xốp của nó dày đến tận là 5 cm, thậm chí có những chỗ lên đến 7 đến 10 cm. Đấy. Các cái điểm cong này. Đấy. Nó rất là dày, ở trong này nó là bằng lớp thêm một lớp nỉ lông cừu đó. Đấy. Rồi. Rất là dày dặn, rất là chắc chắn nhé các bác nhé. Đó. Đây là mã số 8 này. Mã số 8, tên đàn của nó là gì? Đấy. Aranjuez. Đó. Matsuka Rapan 706. Đấy. Đây. Vẫn giống như cây vừa nãy, nhưng cây vừa nãy là size N, còn cây này là size trung. Đó. Aranjuez Matsuka là Rapan 706. Tức là mã đàn này là hãng đàn Aranjuez, được sản xuất tại xưởng đàn Matsuka của Nhật Bản. Và cây này thì sản xuất với chất lượng, chất âm và phân khúc là từ tất cả mọi thứ là tương đương với Matsuka M60. Thì chúng ta có thể gọi tắt nó là Matsuka M60 cũng ok. Bởi vì giá về giá thành thì nó sẽ rẻ hơn Matsuka M60 một chút xíu thôi. Đấy, về chất âm, về chất lượng thì nó tương đương với như nhau các bác nhé. Đấy, thì giới thiệu cho các bác xem về phần mặt top này. Đây, đàn thì có thể là ví dụ như là em chưa vệ sinh lau chùi, chúng ta chỉ cần cầm một cái rẻ, gọi là rẻ giặt sạch nhé, rẻ nông cừu giặt sạch, sau đó giặt bằng nước sạch, sau đó ta vắt thật khô đi, gọi là hơi ẩm ẩm một chút thôi. Đấy, chúng ta cầm chúng ta lau như thế này thì nó sẽ bóng loáng ngay. Đấy, chúng ta lưu ý là chúng ta không dùng những cái rẻ mà bẩn quá, hoặc là những cái rẻ mà chúng ta chất thô chất xơ nhiều quá thì nó sẽ không tốt cho cái mặt đàn của chúng ta các bác nhé. Đó, em chỉ cần lau sơ qua một chút thôi là cây đàn nó đã rất là bóng loáng rồi, rất là đẹp rồi. Đấy, mình giới thiệu nhanh cho các bác về phần mặt top của con này. Đây, mặt top con này. Đó, em vừa lau qua một phát nhìn nó bóng nó mới không. Đấy, mặt top đẹp hoàn hảo, đẹp long lanh, đẹp xuất sắc, đẹp new này, đẹp new này thưa các bác, đẹp new này. Keo chỉ ngựa zin, keo chỉ ngựa zin, kê dây còn khoảng tầm 3 ni nữa, kê dây còn khoảng tầm 3 ni, action thì rất là thấp rồi, sát phím rồi. Đấy, phím thì còn rất là ngon nhá, phím này. Đấy, không hề cấn, không hề bầm dập, riêng về dây nylon thì không no rồi, dây nylon thì chúng ta không no về vấn đề là cấn phím hay là bầm dập phím cả. Về các ô phím cũng vậy, không hề mòn các ô phím gì cả. Đấy, trên đầu cần nhé, này đầu cần thì chưa nâu, đúng không? Chúng ta chỉ cần lau một phát là nó bóng ngay. Đó. Đó, nhìn đẹp long lanh ngay, đúng không? Cái mùa này, cái mùa hanh khô, mùa thời điểm bắt đầu chuyển từ mùa thu sang mùa đông này, nó rất là hanh khô các bác nhé. Đây, khóa này, khóa rất là khóa này rất là chất lượng nhé. Đấy, các bác mà đã chơi Matsuka nhiều rồi thì các bác nhìn chúng ta biết thì cái tai khóa là tai khóa là chất lượng rồi. Tai khóa tiền triệu các bác nhé, tai khóa tiền triệu, tất cả mà khóa là tiền triệu hết, khóa zin hết ạ, khóa xịn luôn. Về gáy cần nhé, gáy cần này niền nạc rất là ok luôn này. Đó, nâng cần, đó, nâng cần này từ trên xuống dưới, nó không cấn không bầm dập gì cả. Và gót cần này, keo chỉ gót cần đây, keo chỉ gót cần nhé, niền nạc hết, không có dạng dĩa hay là không có lỗi nằm gì cả luôn. Đấy, hông sườn này cầm nâu phát này, đấy, bóng loáng ngay đúng không ạ. Đó, rất là đẹp luôn các bác nhé, rất là đẹp luôn, đẹp new này, một cây đàn đẹp new này, đẹp chấm hết. Đó, rất đẹp luôn. Đó, đây này, phần nâng này. Đấy, phần lưng này có duy nhất một điểm cấn nhẹ xíu ở phía sau này. Đấy, chắc là lúc cầm đàn thì có thể hơi quệt nhẹ vào đâu đấy, còn đâu là tất cả mọi thứ nó đẹp hoàn hảo, đẹp long lanh, đẹp xuất sắc nhé. Đây, đây cùng với cấn nhẹ xíu đằng sau lưng nữa, phần lưng đàn thôi nhá. Và cái cây này thì em bán cho các bác với giá là 8.500.000.
8.500.000. Còn nếu mà để Matsuka M60 và cùng sản xuất cùng nô cùng năm như cái này thì giá của nó rơi khoảng tầm 9.500.000 cho đến 10 triệu. Đấy, còn nếu mà lâu đời hơn thì nó có hơn 10 triệu, hoặc là những cái thập niên 80, 70 thì nó rơi khoảng tầm 18 đến 20 triệu thôi các bác nhé. Đấy, nó tùy từng năm sản xuất và tùy từng thời điểm nhé. Chất âm con này thì quá tuyệt vời luôn. Đó, âm thanh quá tuyệt vời luôn. Đấy, cây vừa nãy nó là size nhỏ hơn, âm thanh đã tuyệt vời rồi. Còn cây này là size to rồi thì chúng ta chơi quá tuyệt vời luôn. Âm thanh rất rõ ràng. Rất tuyệt vời các bác nhé. Đấy, âm thanh rất là hay luôn. Đó, rất là rõ nét luôn các bác nhé. Đấy, với giá là 8.500.000 cho mã số 8 ngày hôm nay. 8.500.000 cho mã số 8 các bác nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Hộp cassette. Đây, hộp cassette rất ok luôn. 8.500.000 cho mã số 8. Mã số 9 nhé, mã số 9, số 9 này. Đấy, mã số 9 cũng vẫn là hộp cassette, vẫn là như vậy luôn. Hộp cassette rất là chất lượng luôn các bác nhé. Đấy. Đấy, rất chất lượng luôn các bác nhé. Mã số 9 này thì là một cây đàn của Tây Ban Nha. Đấy, cũng giá là 8.500.000. Đây, hộp cassette rất là chất lượng luôn, trong là lỉ nhung nhá, đây là lỉ nhung ạ. Và hộp cassette thì rất là nhẹ luôn, nó dày như vậy nhưng mà cầm nó rất là nhẹ thưa các bác ạ. Nhưng mà nó bảo vệ cây đàn ra rất là tốt luôn các bác nhé, vừa nhẹ nhàng dịu dàng. Và mã đàn của cây đàn này thì là mã Jose Antonio 6C ạ. Antonio 6C thưa các bác nhé. Đó, Espine. Đấy, đó, thấy chưa? Made in Japan này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây, về mặt top thì đẹp new nai nhé. Mặt top đẹp new nai, đẹp hoàn hảo, đẹp nghiêm chỉnh luôn. Đấy, keo chỉ liền nạc zin, không có vấn đề gì luôn ạ. Cây dây, đấy, cây dây thì còn khoảng tầm 2 ni. Đấy, action thì sát dây rồi, action sát dây luôn rồi. Và con này thì mặt top thì đẹp hoàn hảo. Mặt top màu vàng trứng. Đấy, màu vàng trứng nhé. Tất cả mọi thứ đều đẹp hết, màu vàng trứng này. Phím thì còn rất là trắng, rất là sáng, rất là mới. Và các ô phím cũng vậy, các ô phím nhá, gỗ còn rất là bóng sáng luôn. Đó, cây đàn này rất là mới, rất là đẹp luôn. Mã số 9 các bác nhá, mã số 9 với giá 8.500.000 cho mã số 9. 8.500.000 cho mã số 9 này. Đây, cái bộ khóa này thì các bác biết là bộ khóa này rất chất lượng, rất là chất lượng rồi. Đấy, bộ khóa này thì phải nói là quá là chất lượng luôn rồi, khóa zin luôn. Đấy, đây, ta nhìn cái bộ khóa này là bền vĩnh cửu luôn nhá. Đó, thậm chí là đàn hỏng mà khóa chưa hỏng. Đó, đúng không? Về gáy cần thì là liền nạc luôn, không có vấn đề gì luôn ạ. Đấy, lưng cần cũng đẹp tuyệt vời luôn. Gót cần, keo chỉ là cũng là zin nguyên bản luôn, không có vấn đề gì luôn. Này, đó, zin nguyên bản luôn nhá, không vấn đề gì nhá. Tí cái đầu đầu gót cần này có hơi cấn va một chút vào đâu đấy, hơi cấn một tí cái đầu nhô này lên. Đấy, thế thôi, hơi cấm một chút xíu thế thôi, còn đâu là tất cả các góc, các sườn này, các cạnh này đều là trau chuốt mượt mà ngon lành hết. Trau chuốt mượt mà ngon lành hết thưa các bác, trau chuốt mượt mà ngon lành hết nhá. Đấy, nó quá là tuyệt vời luôn với cái cây đàn này, đẹp new line luôn. Để chúng ta mua được một cây đàn Antonio 6C với giá 8.500.000 thì phải nói là quá là rẻ, đúng không? Những cây đàn này trước đây em bán là thường là 9.500.000 cơ. Đấy, và thời điểm này thì em bán cho quý vị là giá cực kỳ đẹp luôn. Chất âm thì cực kỳ là hay luôn nhé. Con này là phím, là phím đồng này, phím là phím đồng nên nó rất là sáng nha các bác nhé. Nhìn kỹ chúng ta biết ngay là phím đồng rồi. Đó, âm thanh rất sáng luôn. Đó, tiếng ngân rất dài nhé. Đó,
dây hơi lạc dây một tí to nhé. Đấy, quá tuyệt vời luôn các bác nhé. Cho mã số 9 trong nick ngày hôm nay với giá 8.500.000 cho mã số 9. 8.500.000 cho mã số 9. Đấy, hộp KC rất là chất lượng luôn. Tám triệu năm trăm nghìn cho mã số 9 này. Mã số 10. Đấy, đây là một cái mã đàn của Tây Ban Nha mà đàn sản xuất đời mới bây giờ. Cái cây này thì trước em cũng có giới thiệu nick lên cho các bác rồi. Cái mã đàn này nó rất là độc và lạ, chúng ta tìm ở trên thị trường không có nhé. Và bên Tây Ban Nha họ làm ra gọi là demo thử nghiệm, có hai cây thôi. Hai cây thì em mua được hai cây. Đó, cái hàng này hàng đời mới bây giờ nhé, hàng sản xuất đời mới bây giờ, và một cái hộp cassette mới ở trong là nỉ lông cừu. Đấy, nỉ lông cừu nhé. Đó, hộp mới nỉ lông cừu. Và cái sản phẩm này thì sẽ không có ở trên thị trường, và em có duy nhất có hai cây họ làm ra để demo để trưng bày. Đấy, đời mới bây giờ. Thì cái cây này với giá trị của nó thì hiện tại là em bán cho các bác với giá thu hồi vốn nhé. Đấy, không hề lãi, không hề lợi nhuận gì của các bác luôn ạ. Với giá là 15 triệu đồng một cây, 15 triệu đồng một cây các bác nhé. Đấy, các bác nhìn nhé. Đấy, toàn bộ là tem chữ ký, đóng dấu, ấn các kiểu luôn. Đấy, hình ảnh của nghệ nhân. Đó, được chưa? Này thì nó là mã đời mới, bây giờ thì đàn nó mới rồi, thì chắc chắn là cũng không cần phải quay kỹ quá để cho chúng ta phải xem góc cạnh nhiều quá, vì nó là đàn mới mà, đàn làm ra để demo thôi. Đó, nên là nó chưa có sản xuất đại trà trên thị trường các bác nhé, chưa có sản xuất tại đại trà trên thị trường. Đấy, mặt này là mặt gỗ thông thịt, gỗ thịt luôn các bác nhé, liền nguyên khối luôn ạ, gỗ thông gỗ thịt luôn đấy. Rồi, đó, kê dây này toàn bộ bằng gỗ cẩm nai hết nhé. Đấy, gỗ cẩm nai hết. Đó, đây, phím phủng là mới tinh mới choang luôn. Đấy, với giá là 15 triệu nhé. 15 triệu thì để chúng ta bỏ ra một cây đàn đó, chất lượng như này đây. Đó, rất là mới nhé, mà có ti chỉnh cong cần, thưa các bác, có ti chỉnh cong cần ạ. Đó, khóa khủng này rất mới luôn. Đây, cần cũng rất đẹp luôn các bác nhé. Đó, họ làm rất là tỉ mỉ luôn. Đây là công nghệ mới bây giờ mà sản xuất là hầu như là bằng máy hết các bác nhé. Đấy, và bộ EQ Fitman 301 nhé. Đấy, họ đang lắp cái bộ EQ Fitman 301 thưa các bác, Fitman 301 ạ. Đó, đây. Chốt và chốt 2 trong 1 nhé. Chốt 2 trong 1, vừa là chốt ghim dây, vừa là chốt đeo dây luôn. Đấy, thưa các bác nhé. Đó, gỗ thì toàn bộ là gỗ thịt hết này, tất cả bằng gỗ thịt nhé, thưa các bác. Đây là gỗ thịt ạ. Đấy, đây, gỗ cườm nha các bác nhé. Đó, gỗ thịt này. Đó, và có bo viền luôn, bo viền bằng chỉ đen này, bo viền chỉ đen. Đấy, đằng sau thì chia làm hai mảnh nhé, gỗ thịt hết. Chúng ta nhìn chúng ta biết đây là gỗ thịt rồi. Và có phun một lớp bóng mờ, phun một lớp bóng mờ nhẹ nhàng. Đó, rất là đẹp, rất là thanh mảnh nhé các bác nhé, rất là đẹp, rất là thanh mảnh luôn. Đó, cây này thì rất là phù hợp để cho các bác mà chúng ta đi lại nhiều, chúng ta mang cây này không quá nặng, không quá là khó khăn khi chúng ta vận chuyển, và hoặc là chúng ta chơi nhiều, ngồi trên sân khấu chúng ta chơi nhiều, chúng ta ôm một cây này thì nó rất là nhẹ nhàng nhé. Và chất âm của nó, về âm mộc của nó thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, nó rất tuyệt vời luôn các bác nhé. Âm thanh rất là sáng, rất là rõ nét luôn. Cây này phù hợp cho bác nào mà tay nhỏ. Tay nhỏ thì chúng ta cần của nó là cần nhỏ nhé. Cần nó là cần nhỏ, tay phù hợp cho bác nào tay nhỏ. Và đây có ti chỉnh cong cần nằm ở đây. Đấy, các bác nhìn những ngón tay em chỉ ở đấy. Ti chỉnh cong cần nó nằm ở đấy nhé. Đó, chưa? Đấy, rất tuyệt vời luôn. Với giá 15 triệu, 15 triệu cho cây số 10 trong nick ngày hôm nay, là cái sản phẩm chốt trong nick ngày hôm nay các bác nhé. Về âm thanh mộc thì các bác vừa nghe rồi đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ em sẽ cắm tín hiệu ra loa cho các bác nghe về chất âm khi mà chúng ta thử cái đàn ra loa này.
kết nối ra ngoài này các bạn nhé. Không nhớ là con này có lắp pin chưa. Rồi, ok. Đấy. Quá tuyệt vời luôn các bạn nhá. Cái bộ Fitman 301 này, âm thanh của nó ra loa là kêu rất là to, rất là rõ nét và không có rú rít, không có ù rè gì cả luôn. Một cây đàn xứng đáng tầm tiền để chúng ta sưu tầm các bác nhé, xứng đáng tầm tiền để chúng ta sưu tầm. Bác nào mà thích công nghệ mới, thích đời mới, đấy, thích gỗ thịt, thích viền mỏng, thì chúng ta sử dụng sở hữu cái con này, hàng của Tây Ban Nha, đó, hàng demo không có trôi nổi thị trường và không đụng hàng, không đụng hàng với ai cả, nhá các bác nhé. Đấy, hàng này rất là đặc biệt luôn, rất hiếm có để chúng ta tìm được gặp cái hàng sản phẩm này luôn. Đó, đó là cây số 10 trong list ngày hôm nay, là cái cây mà chốt list ngày hôm nay với giá là 15 triệu đồng các bác nhé. Đấy, thì trước đây cái cây này em có đăng lên là độ giá đâu đó là 18 triệu nhưng mà bây giờ thì em bán cho các bác là thu hồi vốn rồi, không có lợi nhuận gì đâu ạ. Nên là rất mong các bác xem cái clip này của em thì các bác có thể đánh giá được chất lượng của sản phẩm này. Ok. Rồi. Như vậy là vừa rồi các bác đã theo dõi xong cái clip và trung tâm nhạc Vĩnh Phúc test và giới thiệu cho các bác là 10 cây đàn Guitar thùng, hàng nguyên kiện đấu giá từ bên Nhật về. Thì em cũng cảm ơn các bác đã tin yêu và ủng hộ trung tâm nhạc Vĩnh Phúc trong những suốt thời gian vừa qua. Thì các bác quan tâm đến sản phẩm ở bên em thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Các bác vui lòng nhấn nút thích ngón tay cái như thế này để mà giúp cho kênh của em phát triển hơn các bác nhé. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm tiếp theo. Thì em cũng không biết nói gì ngoài những lời cảm ơn chân thành gửi tới toàn thể quý khách hàng đã đang xem và tin yêu và ủng hộ trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc trong những suốt thời gian vừa qua. Thì em kính chúc cho toàn thể các bác và gia đình thân yêu của mình sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Và bây giờ em xin phép kết thúc clip tại đây. Xin kính chào và tạm biệt toàn thể quý vị.